hàng năm ăn đâu làm đâu cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ. Lời hẹn ước linh thiêng đó đã khắc sâu vào trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt, để rồi hàng năm vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, mảnh đất thiêng nghĩa lĩnh lại chào đón con lạc cháu hồng từ mọi miền tổ quốc về dân hương bái tổ. Hôm nay được về giếng được cái đền Hùng là cái quê hương đất tổ của đất nước chúng ta, thì chúng tôi có cái cảm nhận là rất là tự hào vì người con của vua Hùng. Và khi về đây đó thì cả đoàn chúng tôi thì cũng đều có một cái cảm xúc rất là hồ hởi phấn khởi nhân cái dịp giỗ tổ Hùng Vương ngày mùng 10 tháng 3. Từ năm 2001, ngày giỗ tổ Hùng Vương trở thành quốc giỗ của nước ta, và từ năm 2007 trở đi, vào ngày quốc lễ giỗ tổ, cả nước được nghỉ một ngày để bày tỏ lòng thành kính lên tổ tiên của dân tộc. Vào ngày 6 tháng 12 năm 2012, UNESCO đã công nhận tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những đánh giá ghi nhận đó đã khẳng định tầm vóc, vai trò và ý nghĩa của lễ hội giỗ tổ Hùng Vương trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc ta. Đối với ngày chính lễ là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch thì tại khu di tích lịch sử Đền Hùng trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh sẽ diễn ra lễ dâng hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nghi thức chính thức của tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó, tại các cái không gian thờ tự của các huyện thị thành, các địa điểm thờ cúng Hùng Vương cũng sẽ đồng thời diễn ra cái lễ dâng hương của các địa phương. Bên cạnh đó thì tại các cái hộ gia đình cũng sẽ có cái việc tổ chức cái mâm cơm tri ân. Với cộng đồng kiều bào Việt Nam tại Malaysia, lễ giỗ tổ là dịp thể hiện tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt, giúp bà con cộng đồng hiểu thêm về giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tăng cường đoàn kết, truyền lửa cho thế hệ trẻ cùng hướng về quê hương đất nước. Rất là vất vả, nhưng mà tôi cảm thấy xứng đáng, là tự hào mình, anh em và bản thân mình đã góp một phần rất quan trọng sự kiện này, cảm thấy rất là vinh dự để ôn lại các cái vị hào hùng của các vị vua hùng từ ngàn năm. Đi khắp năm châu, chỉ duy nhất đất nước Việt Nam thờ chung một tổ, nhân dân ta gọi nhau bằng hai tiếng thân thương đồng bào. Mỗi dịp giỗ tổ lại gợi nhớ cho chúng ta niềm tự hào về cội nguồn dân tộc, giá trị văn hóa tâm linh ấy sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, là hành trang để mỗi người dân Việt Nam phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp. Như lời căn dặn của Bác, các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.